Rio Chivas 13 được ủ trong thùng gỗ sôi Serie Oloroso. Đây là thùng gỗ sôi cho ra hương vị tốt nhất và cũng là thùng gỗ sôi đắt tiền nhất. Chivas 13 được ra mắt trước ở thị trường nước ngoài và có mặt ở Việt Nam vào năm 2021 để phục vụ cho nhu cầu người tiêu dùng trong nước. Chivas 13 mang đến hương vị độc đáo của lê chín, caramel, quế và hành nhân. Rượu rất thích hợp để sử dụng trong các bữa tiệc hoặc là làm qua Tết năm 2024. Chất rượu êm dịu và không quá gắt nên rất là dễ uống. Ngoài ra thì Chivas 13 còn thích hợp để làm pha chế cocktail. Nếu anh chị muốn tìm hiểu thêm về các dòng rượu vang hay các dòng whisky, em Hiếu mời anh chị xem thêm trên kênh YouTube hoặc liên hệ qua số hotline 0826 737 737 để đặt trước những phần quà hấp dẫn, ưu đãi cho Tết Giáp Thìn năm 2024. Và anh chị đừng quên bấm đăng ký kênh của Avinowine để xem thêm những video vào ngày mai.